Ở đâu ra vậy? Bự lắm. 3 kg mà. Nó còn cái này. Thôi nhưng mà được. Cái đầu thì từ từ. Mày để xe đâu ra mà ra rắn kêu hay thành. Ờ đủ má nó bự. Tập tập tập. Nó đông mà. Tập 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 luôn đó đi. Lấy tục quýt hết, chọn nhẹ nhẹ đó. Lấy cái đít tục quýt em. Em chọn nhẹ 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 dưới người trước ra. Ờ cái này nó nằm dưới này nè. Thả cái đầu ra. Đó, được rồi. Anh thả nó chạy ra. Cầm ngang đây. Đó. Nó tuột vô lại á. Cho nó bò ra. Đúng rồi, nắm cái mình nữa thôi. Nó mạnh quá, nó cắn á. Đó, vậy đó. Ê, mẹ nó lên chân này. Chừng nó bò lên cái kia, nắm đầu lại. Khoan, từ từ. Má sao nó cứng quá vậy, nó khỏe. Đừng, níu em. Để em, anh nuôi mà. Cái tay mình bự quá, mày đưa cái tay anh tường vô. Má nó bự, mất tay luôn. Má nó bự chưa? Mày đưa cái tay anh tường vô, mày nhìn nó mới bự, mày đưa cái tay mày to quá. Chảy máu rồi, chảy lưng rồi. Vậy đó. Rồi. Con này con quỷ chứ con rắn gì trời. Rồi, rồi, anh thả cắn đâu. Má để về được. Rồi bán này chui đây là khỏi luôn á, không có chủ nhà đâu, mở cửa. Con này rắn rắn người ta nuôi hay là rắn rừng vô không? Rừng chứ. Ủa má ơi. Rắn này người ta nó không tát gì hết. 3 kg 1. Ai bắt? Má mà mèo.